Thế thì tôi bơi qua sông Boko cùng với anh Nhân thì lên cửa mở gặp ông Toan và cậu Thông Tin đang ngồi đó nữa, và anh Dung. Tên Dung thì lúc đó thì anh Đoan nói thôi bây giờ mày ở đây với tao. Thường Dung nó vào nó cắt rào thay mày rồi. Thì nó tôi ngồi với anh Đoan, cậu Thông Tin và anh Nhân. Thì trời nó tối như mực, bắt đầu về khuya thì nó cũng hơi lành lạnh. Thế thì tôi mới thấy anh Nhân, anh Hiên, anh Rên. Anh Hiên tôi nói to đấy. Thế tôi mới bỏ ra. Thì anh Hiên ấy, anh nằm cách cửa mở khoảng 4-5 mét. Thì tôi bỏ hai chân hai tay ra thì anh ấy nằm cái rãnh nước đường 14 ấy. Cũng không băng bó được cho anh ấy, mà không có cái tấm vải làm đắp lên cho người anh ấy. Anh nằm anh để hai tay thế này, anh nhắm mắt. Anh Rên hừ hừ, tôi thấy anh Rên to, thấy tội quá. Thế tôi không nói gì cả. Tôi ra tôi bó bên Đoan. Bỏ anh Đoan này đưa anh Hiên ra tới để sáng mai anh chết ấy. Thì anh Đoan nói câu là thôi để làm đó sáng mai đánh xong rồi đưa nó ra. Thì tôi cũng nghĩ một điều là nói vậy thôi, chứ đưa anh ra là khó lắm. Một là sợ nó anh Rên phát cái tiếng động. Hai là phải bơi qua sông Boko nữa. Mà anh đã bị thương như vậy không biết là đưa nổi không. Mà lúc bây giờ ưu tiên nó toàn mặt trận, mà vì anh Hiên này mà lộ thì gay go. Thì tôi cũng hiểu điều đó với của anh Đoan, tôi biết. Thế xong ấy thì tôi người đó thì bắt đầu là ở trong nó cắt được hình như hai hàng rào nữa. Vì ký hiệu trong sa bàn tác chiến là cắt được một hàng rào ấy, thì gõ vào cái ống hộp nghe ấy, gõ một cái. Thì ở ngoài là anh Đoan biết được là cắt một hàng. Mà gõ hai cái ấy, thì anh Đoan biết là cắt hai hàng. Mà gõ ba cái ấy, thì ở ngoài anh Đoan biết là cắt ba hàng. Chứ còn không được nói. Nói là lộ ngay. Nó không được nói. Thế thì lúc đó thì anh Đoan nói nhỏ là cắt được ba hàng rồi. Thì đúng đồng hồ lúc bây giờ tôi nghĩ khoảng độ 11 giờ thì đó. Khoảng đó. Thì trong một lúc nữa thì bắt đầu là cái anh em cắt rào vẫn cứ cắt tiếp. Thì tôi với Đoan với anh Nhân với lại Thông Tin vẫn ngồi cửa mở. Thế thì nó cắt hết hàng rào thứ 5, vì mũi của tôi là tới 8 hàng rào cơ. Hết hàng rào thứ 5 rồi ấy, thì bắt đầu bọn tôi xây dựng đội hình vào. Thì anh Đoan đi trước, xong đến Thông Tin, anh Nhân thì vẫn ngồi cửa mở đấy, tôi thì vẫn đón anh em. Thế một lúc sau thì tôi thấy cái hướng đại đội 3 nổ súng ác quá. Thì bắt đầu toàn mặt trận nó chuyển sang là báo động hết rồi. Báo động hết thì lúc bây giờ tôi chạy vô. Và đến hết hàng rào thứ 5 thì nó có một cái con đường nó khoảng 3-4 mét thôi. Mỹ nó làm ngày xưa để nó chở hậu cần, quốc hậu cần đến. Nhưng sau nó rút thì con đường đó là nó mọc cỏ tranh tùm hết, không có đường mòn đâu, mọc tranh hết. Thì bắt đầu vào đến đó cái là chạy ngược lên từ cửa mở, chạy ngược lên khoảng độ 15 mét đấy, là bắt đầu mình chạy lên tiếp. Thì chạy ngược 15 mét lên rồi thì lúc đó là đội hình của chúng tôi bắt đầu nó vào là bộ đội mình đầy hết trong cửa mở. Mà cái rất may là có cái con đường này, nó có cái vách tả ly cao khoảng gần 1 mét, nó đỡ đạn cho anh em. Còn nếu không có thì không biết thương vong nó như thế nào. Thế thì vào đến đó thì các anh em xạ thủ B-21, tôi nhớ cái mũi của tôi hồi 6-7 khẩu đó. Anh em tự động lên bắn hết số cơ số đạn của mình là 7 quả một người. Thì toàn bộ cái lô cốt đầu cầu ở hai bên là coi như mình tiêu diệt được hết. Nhưng mà còn cái khẩu đại liên, tôi xin nói khẩu đại liên một chút. Khẩu đại liên nó nằm trên lô cốt cái trùng khu. Thì theo phương án ban đầu trên sa bàn ấy, thì anh Đạt mũi trưởng trực tiếp chỉ huy hai cái khẩu này, mà tôi không nhớ cái xạ thủ là ai nữa, là có tiêu diệt cái khẩu đại liên. Và phương án 2 của tôi á, trong trường hợp anh Đạt bị làm sao trong quá trình tiền nhập thì tôi về chỉ huy thay anh Đạt hai khẩu này. Nhưng mà trong quá trình triển khai thì không xảy ra tình huống này, anh Đạt vẫn cứ chỉ huy hai khẩu này, để tôi vẫn ở cái tổ trưởng tổ thọc sâu, mũi thọc sâu. Đấy, thì nó bắt đầu sáng lắm mà nó bắn chốc cái xả súng bọn tôi. Thì lúc bây giờ trời nó cũng chưa sáng hẳn đâu. Thì lúc bây giờ anh em bắn hết xong rồi thì tôi không nhớ tên nữa, lâu quá. Anh em nó vắt mìn, quả ba quả mìn hình chữ A ở dưới hai quả trên một quả để nó thổi hàng rào cho anh em lên. Vì
Thằng này nó vừa gắt xong một cái thì nó kêu trời ơi, gắn kíp vào bị nó bắn nổ mất rồi. Ông đang xuống. Thế thì tôi lúc tôi ngồi ở dưới á, thì tôi nghĩ tình huống này là gay go rồi, không còn cách nào nữa rồi. Thế lúc đó thì anh Đoan mới rút khẩu súng, ông dắt ở sau lưng. Thế tỏi anh bắn cái gì đấy? Anh bảo tao bắn gọi pháo chi viện. Thế tôi mới giãy anh xa ra, tôi bảo anh ra xa bắn, bắn đi lộ cửa mở. Thế là ông Đoan mới chạy lui trở lại. Anh bắn, anh bắn thì cái quả pháo hiệu của mình với của thằng Mỹ nó khác nhau. Của Liên Xô nó bắn lên nó sáng, từ dưới nó sáng lên rồi nó trúc xuống. Còn thằng Mỹ nó bắn lên thật cao, nó nổ nó đốt một cái bắt đầu nó mới xuống. Cho nên nếu mà bắn pháo sáng của mình là dễ lộ cửa mở, là vì nó do nó sáng từ mặt đất sáng lên là dễ lộ cửa mở lắm. Thì tôi mới dạy anh Đoan ra. Thì lúc đó là từ đó cho đến sáng tôi không gặp anh Đoan nữa. Anh bị thương anh đi ra ngoài rồi. Sau rồi tôi được biết anh Hiển, anh Hưởng trinh sát là đã đưa anh Đoan ra khỏi ngoài. Vậy thì trong điểm lúc đó chỉ còn ai? Là chỉ còn anh Thoáng, người Thái Bình, đại đội phó. Anh ấy nằm giữa một cái bụi của tranh rất là to ở giữa đường. Anh cứ ngồi im đó thôi. Đấy, thì phía góc bên này thì tôi với anh Tâm người Thanh Hóa ngồi ở góc bên này. Thì lúc bây giờ trời sáng rồi, tình huống gay lắm rồi. Bây giờ muốn ra được bên ngoài phải qua năm hàng rào nữa mới ra được. Mà trời sáng là sao mà ra? Mà cách địch thì quá gần đi. Thì tình huống tôi xác định là coi như là xong rồi, không có đường ra nữa rồi. Thì tôi ngồi với lại anh Tâm, hai anh em đang ngồi ở cái chân của cái vách tả ly. Thì anh Sâm người Thanh Hóa, người Hà Trung Thanh Hóa thì vừa rồi tôi mới tìm thấy địa chỉ rồi, đã gặp gia đình rồi. Thì anh ấy cầm khẩu B-50 vào. Anh vào thì anh đi qua chỗ anh Thoáng chừng 2 mét, anh ấy bước lên cái vách tả ly mép bên này. Là tôi biết anh sẽ bắn khẩu đại liên kia. Nhưng mà anh vừa ngoi lên cái vách tả ly thì cái cây nó chỉ cao khoảng hơn 1 mét thôi. Nó là cái vật che khuất, chứ còn che đỡ thì không thể che đỡ được. Thế thì anh ấy vừa bước lên cái bắt đầu phát hiện ra anh Sâm. Nó bắn như vậy là cái cây nó có cái nám cứ rụng rụng xuống thôi. Thì anh Sâm ấy lăn xuống. Thì tôi ngồi đối diện với anh Sâm bên kia đường mà. Thì cái ở bên trái của anh Sâm máu nó ra nhiều quá. Thế thì khi anh nằm xuống rồi, hai tay anh vứt mặt thôi, thì máu nó đầy vào hết bàn tay. Thì tôi không biết anh ấy bị ở má hay bị xương đầu, tôi không biết nữa. Nhưng chỉ biết anh bị thương bên trái, máu ra nhiều quá. Anh nằm xuống. Nằm xuống thì lúc đó anh Thoáng ấy, đại đội phó anh bảo thôi anh Sâm ra cho anh em ra. Thế thì tôi mới nghe vậy được cái thì anh Sâm chạy trước. Sau đấy anh Tâm, sau đến tôi. Và đến anh Nhiễu người ở Bạch Đa Hải Dương chạy sau. Thì anh Nhiễu chạy sau tôi khoảng 2-3 mét thôi. Nhưng mà lúc đó thì anh Sâm với lại anh Tâm ấy, thì vượt qua cái chỗ mà nó hơi cu một chút xíu thôi. Thì có một cái mỏ đất mới lở ra, nó tạo ra cái khe. Thì tôi biết nó sẽ bắn, bởi vì nó quá gần đi. Sống một nó cũng biết. Thì tôi mới quay ngược lại, tôi rút đầu vào đó. Tôi quay ngược mặt lên điểm. Thì cũng là lúc nó phát hiện được. Nó cạch quả anh M19 ở sau lưng anh Liễu á. Anh Liễu mới nằm xuống. Tôi nhớ là anh nằm cái vai bên trái nằm xuống đất. Anh co hai chân lên bụng. Anh gọi tôi. Khôi ta chết rồi, cứu tao với. Thì lúc đó tôi cũng bị thương cùng với anh Liễu. Một viên ở tay, một viên phổi. Sau tôi phát hiện thêm một viên ở gáy nữa. Thế thì bắt đầu ở trên nó bắn. Nó bắn thì tôi vừa bị viên R15 vào đùi. Nhưng mà rất may nó bắn vào mô đất bọc vào đùi. Chứ bắn thẳng vào đùi chắc tôi cũng gãy chân luôn. Thế thì lúc đó thì tình huống lúc đó thì không ai băng cho tôi được. Mà cái băng của Trung Quốc tôi lại không cắt trước. Thành ra cũng không xé được. Thế tôi mới giật cái nắp sau nếp tôi ve tròn, tôi mới nhét vào cái vết đạn của tôi. Thì thấy nó mới không bắn nữa, tôi chạy tiếp. Tôi nghĩ chắc là ra thay băng đạn, tại vì nó bắn cũng khá lâu. Thì chạy ra một chỗ chuẩn bị băng qua đường mà cho cái rãnh nước, nhờ cái rãnh nước của Mỹ làm anh em mình sống. Thì thấy anh Dung đại trưởng nằm đó. Anh nằm anh co cóc. Thì cái vết thương của anh ở thái dương bên trái này, máu nó cứ rỉ ra. Thì tôi mới thấy, tại vì anh em đặc công mà bôi than đen xỉ hết, không nhìn thấy đâu. Thậm chí không nhận ra nếu như không đâu không quen. Thì tôi bảo thôi anh Dung ơi ra đi. Anh nằm đây tí nữa địch lống ra cũng chết. Thôi thì đằng nào cũng chết, mình ra còn có tỷ lệ sống. Tôi nói với anh Dung đại trưởng thế. Thế anh Dung bảo thôi, đứng nào ra được thì ra đi. Tức là không ai cứu ai cả. Không ai cứu được, trong hàng rào sao cứu, năm hàng rào nữa không cứu sao được. Mà khi mình đi đánh là cái lỗ hàng rào chỉ vừa người chui thôi. Đó. Thế thì lúc này thì ra thì tôi nhớ là ông Sâm đi trước. Ông Tâm. Thì đến ông ra đã gặp thêm ông đại xạ thủ B-1 nữa, sau đến tôi. Thì anh Sâm ra được 4 hàng.
Thì đến hàng thứ năm là hàng ngoài cùng, hàng rào bùng dùng sắt đường 14 ấy, thì thằng Mỹ nó lại ác, nó không làm cái rãnh thoát nước ra mép đường, mà nó lại lấy cái bi bằng bê tông rất là nhỏ thôi. Mục đích là nó chống độc công thôi, không chui được mà. Bắt buộc phải làm trên mặt đất. Thì anh Sâm, anh Tâm ra được an toàn rồi, hết cầm hết hàng rào rồi. Xong đến anh Đại, đến tôi. Thì anh Đại lại nằm trên hàng rào, nằm trên mặt đất ấy. Thì anh em mình cắt rào đấm ra, về mặt lý thuyết là phải bẻ gốc nó lại. Nhưng mình không biết là không bẻ hay là lúc anh Hiền ấy bị thương ra không biết nữa. Thì hai cái dây nó cứ lỏng đỏng, thì nó mới ngóc vào cái xe líp, lắp xe líp của anh Đại. Anh Đại cũng không thể nào mà lăn xuống đường được. Mà tôi lúc đó lại sát đằng sau anh Đại. Thế tôi mới ngoài người lên, tôi mới giật cái nắp xe líp xuống. Tôi lùi lại, tôi bảo Đại mới lăn xuống. Thế anh Đại mới lăn xuống, mà sao nó lại may mắn mà nó không phát hiện ra. Mà trời nó nắng rồi chứ, mà sao nó không phát hiện. Phát hiện chắc tôi, anh Đại tôi. Nó làm nó quả anh vừa 19 này về Đại Liên xong. Mà cũng là cái số là may, sao nó không phát hiện ra tôi bên Đại. Thế thì anh Đại nhảy xuống. Cho nên tôi, mà tôi nghĩ thế nào tôi chạy cũng lại vướng nắp xe líp. Nhưng tôi là xoay người, tôi lầm ngửa tôi bẻ gấp lắp lại, rồi tôi mới đổ, tôi lỏng ấp sấp lại, tôi lăn xuống. Thì lúc đó thì tôi thấy ở cửa mở vẫn còn có anh y tá với lại anh thông tin vẫn còn. Thì anh Sâm băng trước tôi băng sau. Sau đó anh Sâm dẫn hai người nữa, mà giờ tôi không biết tên hai người này là ai, vì tôi băng sau nên tôi đi cách ông Sâm khoảng 4-5 mét thôi. Thì anh Sâm đi ra hết cái rông đồ, ra hết cái vách tả ly đó. Anh Sâm không quan sát cái khẩu 12 ly của Đại Liên. Thì vừa ra đến đó một cái nó bắn coi mặt đường 14, không phải là đường nhựa như thế này, mà đường hát đường đá. Nó bắn chú đạn cày hết mặt đường. Thế là anh Sâm chết và hai đồng chí kia chết ngay trên mặt đường luôn. Thế tôi thấy chết thì tôi không đi hướng anh Sâm nữa, tôi quay lại thì tôi nói với ông thông tin với ông y tá rồi, thôi bây giờ anh em mình ra đi, anh làm đây tí địch lống ra cũng chết, trục thăng lên công cũng chết. Thì cứ nghe tôi ra còn có tỷ lệ sống, thì hai đồng chí lại không dám đi. Tôi quyết định tôi đi mình, thì tôi tìm hướng đi là tôi sẽ băng qua cái đường 14, tôi xuống cái vực đó, chủ yếu tôi tìm chỗ nào mà nó khuất, nó che đỡ để đến đêm tôi mò ra. Cái đích của tôi là như vậy, xa cái cửa mở ra, địch đến cửa mở là nó sẽ biết. Thế thì cuối cùng tôi đi, tôi bò hai chân tay thì hết đường 4 đến mép, mà tôi để tay lên ngực, tôi lăn từ mép đường, tôi lăn xuống thì từ cái mép đường tôi lăn xuống ấy, lui lên khoảng độ 5-7 mét, nó có cái bụi chuối rất là to lắm. Thì nó lại tưởng tôi nấp vào bụi chuối, nó cạch quả cối đúng bụi chuối luôn. Thế là cái bụi chuối nó khoái hết mù mịt lên. Thì lúc đó tôi nằm ở dưới, thì tôi thấy nó bắn bụi chuối, tôi chạy lên bụi chuối tôi ngồi. Thứ nhất là vì nó bắn rồi thì không bao giờ nó bắn lại. Cái hai nữa là nó khói vẫn mù mịt, nó không nhìn thấy mình, vì tôi vẫn đeo bôi than đen xì mà nó không nhìn thấy mình. Thì tôi vào bụi chuối tôi ngồi xong tôi mới chọn cái đường tôi đi tiếp. Thì tôi thấy cái bãi GMC cách chỗ bụi chuối của tôi khoảng độ 20 mét thôi. Tôi quyết định chạy vào chỗ đó. Thì bắt đầu lấy tinh thần xong đấy là chạy được khoảng độ gần chục mét thì lại vướng hàng rào bùng nhục. Nó có một hàng rào thôi, nhưng thì tôi quyết định tôi nhảy qua hàng rào. Nhảy hàng rào cứ thế là hai chân hai tay tôi bò vào cái xe ô tô. Cuối cùng thì nó phát hiện được, nó bắn vào thành xe ô tô cứ thùng 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 thùng. Thì tôi là chạy đến xe đầu tôi ngồi. Thì tôi ngồi trên cái nốp xe bánh trước ấy. Tôi co người lại. Thì khoảng cách giữa tôi và cái thằng lính ngụy mà nó sắn tay áo này cao lên, nó đội mũ sắt lên, khẩu súng nó vẫn chĩa vào chỗ tôi. Nhưng tôi ngồi tôi căn thì đến khi nó bỏ khẩu súng, nó xuống dưới hầm. Thế lấy thời cơ tôi chạy tiếp. Đấy, tôi chạy ra cái rừng non của mép sông Bô Cô ấy. Tôi nghĩ bụng thôi sống rồi. Lúc đó mình nghĩ là mình sống rồi. Thì tôi nghĩ nó nằm đây đêm tôi bỏ ra được. Thế thì tôi ngồi đó thì một lúc thì có một cái xào anh em mình chặt để mà khênh thương binh ấy, nó trôi từ nguồn ở đâu nó trôi về. Thế tôi mới ngoài người, tôi mới lấy cái xào đó. Tôi quyết định tôi ra nữa. Thế tôi bẻ cây, nó cây tôi dắp vào sơn íp kín hết đầu luôn. Tôi lấy dây tôi bó lại, ngụy trang mà. Thì tôi mới chống cái cây xuống lòng sông Bô Cô đó. Chỗ ấy nó hơi lựng, nó hơi hẹp. Tôi lấy đà tôi mới nhảy. Tôi nhảy thì nó chưa hết thì cái vầu nó đang mới nổi bình lên. Nó nổi mà cái gỗ thì khả năng nó im, cái vầu thì nó lại nổi lên. Thế là mình không dựa vào cái vầu được. Thế là tôi xuống nước luôn. Thì bắt đầu là chân này thì bị thương, lúc bây giờ nước nó vào thì mình thấy xót xót. Tôi chưa băng được. Thì
cứ để tự nhiên nó trôi xuống cái thoi xong rồi nó giạt vào. Thế tôi bỏ thì tôi không bỏ thẳng mà tôi bỏ hình rắn bò chữ chi ấy. Ra đến cái cỏ tranh thì nó cách mặt đất khoảng chừng nửa mét, đạn chưa nổ nó bắn ra rồi mìn nó gài vô số, nhưng nhờ mình cởi trần mình dễ phát hiện vệ tránh được. Thì cái bãi cỏ tranh đó nó khoảng độ 10-15 mét thôi. Thì ra đến đó là một cái dãy của dân tộc, người ta làm người ta chia tỉa bắp chứ có tỉa. Thì tôi quyết định tôi chạy tiếp. Thì tôi mới nghĩ là ở cái ấp kia là có khẩu 12-7 theo phương án ta chiến tôi biết mà. Thì lúc đó thì tôi nghĩ là chắc chắn là không còn đi chậm, tôi sẽ chạy từ ấp đó để gặp anh em. Thế thì xác định hướng đi rồi, đến lúc mà tôi chạy thì lại không đúng hướng, nó lại đi một hướng khác. Mà lúc đó lại đến giữa một cái dãy rộng mênh mông, dân tộc nó làm nó chưa tỉa bắp thì hãng còn trống y như một cái sa mạc này thôi, bãi cát ấy. Thì có một gốc cây khoảng này nó cao khoảng độ 2 mét. Thế tôi mới ngồi ở gốc cây đó, vì chạy nữa là nó phát hiện được. Thì tôi ngồi một lúc thì nó phát hiện được, nó bắn 12 lên, bắn đại liên xuống. Thì tôi nhìn thấy cái non của dân tộc mà nó mang, nó để bên cạnh nó bắn nó vọt qua đầu tôi. Nhưng mà thằng dân tộc nó cũng ngỡ ngàng, sao nó cạch cả cối thì tôi chết. Nó không cạch cối mà nó bắn đạn thẳng. Thế tôi ngồi đến khoảng độ nửa tiếng thì ba chiếc trục thăng nó bay lên. Đến cho tôi thì nó hạ độ cao, bởi cái chỗ mình nó lại rộng nhất mà nó lại bằng. Hạ độ cao thì khẩu 12-7 trong mắt nó bắn ba cái trục thăng là nó bốc lên luôn. Bốc lên, tôi lợi dụng cái thời cơ này là tôi chạy tiếp. Chạy được lên thì yên tâm rồi, vào một cái dãy của dân tộc. Lúc bây giờ tôi ngồi tôi uống nước. Thế tôi mới nhớ lại là ăn cái bắp non rất tốt, thì tôi bẻ mấy cái bắp non bằng ngón tay thôi. Tôi ăn. Ăn xong tôi tay tôi bịt vào vết thương, tôi lại đi tiếp. Đi hết cái bắp đến cái vườn chuối. Xuống mép sông Bô Cô thì có một người bơi qua sông đón tôi. Thì lại là anh Sỉ. Anh Sỉ mà tôi kể chuyện ban đấy mà tôi kiếm quả dọc với anh đấy. Anh bảo ta trên đài quan sát, ta thấy có một thằng ở trong điểm ra mà ta không nghĩ bằng. Đấy. Anh Sỉ, anh dìu tôi qua sông. Rồi đến cái sơ phẫu của anh Sô, y sĩ tiểu đoàn ấy. Đấy, anh băng tôi. Anh băng cho tôi thì xong thì cái đội công tác ấy cho 4 lên trên tộc nó khênh tôi. Dân tộc bảo, anh này to lắm, 4 người mình khênh không nổi, 5 người mình mới khênh. Thì nó đưa cho thêm một cái cô gái nữa, cô ấy trẻ thôi, cũng khoảng 17-18 tuổi như đó. Là 5 người khênh tôi. Khênh hết được cái men trong đô cô hết được ngô, thì đến cái rừng đó thì pháo nó bắn. Thế nó để tôi nằm ở giữa đường, người dân tộc nó chạy trong suối lợn. Mà mình thì chân bị thương thì không chạy được, thì mình cứ nằm im thôi. Nó bắn xong nó khênh tiếp. Nó khênh 3 ngày đường, tôi về bệnh xá huyện 40 tỉnh Kon Tum. Là chắc bệnh xá của mặt trận chung với lại của huyện đấy. Thì về đấy tôi thấy anh Đoàn ở đấy rồi. Tôi thấy anh Đoàn, anh Kỳ đại trưởng của đoàn bộ binh 80, K80 ở đấy rồi. Thì tôi vừa ngồi một lúc ấy, thì cái cô mà khênh tôi á, cô đi chừng khoảng 15 phút cô quay lại. Cô bảo, A Khôi có thấy cái rồ của mình không? Mình mà không, mình vẫn ngồi đây chưa đi đâu cả, không thấy rồ, mình chưa quần áo đây này. Trời mất cái rồ rồi, bây giờ mình đi phía trước lấy gì mình đắp. Trời ơi, nói tội ghê lắm. Tôi thương con nhỏ đó. Mà sao lại không biết nó có rồ đâu. Cái rồ là như là cái mềm con công đó mà. Nó rất là đa năng. Nó nằm dưới đất rồi nó đấy, nó đắp rồi nó có cái gì nó quấn vào nó khoắt vào người. Nó rất là đa năng, cái rồ rất đa năng. Khi về đến hậu cứ mà ở dốc mẹt ấy mà. Anh em đi mà để ba lô ở lại cái ví như cái kho mà. Chỉ còn có mấy người thôi. Còn những anh chết ba lô để lại hết. Cho nên bọn tôi không ai dám mở ra mà lấy cái gì cả. Chỉ có một số anh lính cũ mà nó không có quần áo nó mặc đấy. Thì nó mở nó lấy quần áo nó mặc. Bởi vì anh em khỏe mạnh thôi, có gì đâu, bệnh tật gì đâu. Rồi anh nào không có thôi, hầu như không mang được cái gì đi. Tại vì quân tư trang của mình mang không nổi mà sao mà mang được cho các anh ấy. Bỏ lại hết. Để lại đi đấy. Thì tôi nhớ có một cái kỷ niệm. Thì đến bây giờ tôi vẫn nhớ là khi đơn vị tôi hành quân đi về Quảng Nam thì đồng bào dân tộc ở cái bản dốc mẹt đó, từ già trẻ trai gái họ đứng ở cổng danh đơn vị từ bao giờ rồi đó, không biết nữa. Thì khi bọn tôi đi qua, tôi xin nói là đồng bào họ khóc lắm, họ khóc coi như là rất là tội. Họ nói là
các anh đi biệt kích đến nó phá dãy của mình. Tôi vẫn nhớ không thừa không thiếu một câu nào đồng bào dân tộc nói là các anh đi biệt kích tới đến phá dãy của mình. Tức là đồng bào cũng đã gùi đạn, khênh thương binh gùi gạo ra phía trước, khênh thương binh về phía sau, đồng bào cũng chỉ mong giải phóng cái đất biết để đồng bào được hòa bình, được làm ăn. Nhưng đồng bào cũng đóng góp rất nhiều công sức, nhưng rồi đơn vị tôi cũng không hoàn thành nhiệm vụ được. Đây là cái đau xót nhất. Nên tôi nói thật với các bạn viên Việt Nam, tôi vẫn nói một câu là đảng và nhà nước còn nợ đồng bào dân tộc. Nợ đồng bào dân tộc. Ở đây mình nói thêm một tí, đúng ra tôi nói ban đầu. Và đến bây giờ, ngay cả những người sống trong thời bình, kể cả những lực lượng chống đối, họ cứ tuyên truyền miền Bắc xâm lược miền Nam. Ta nói thẳng với nhau rằng, bộ đội miền Bắc và miền Nam, nếu không có nhân dân miền Nam, chúng ta khó hoàn thành nhiệm vụ. Chứ đừng nói là không, nói không thì nó vô lý. Khó hoàn thành nhiệm vụ. Nói thẳng. Ở đây tôi xin nói thêm một chút để mọi người chúng ta cùng hiểu. Đồng bào miền Nam là ai? Ta nói trong phạm vi hẹp thôi, chứ đồng bào thì mênh mông lắm, đúng không? Phạm vi hẹp là phạm vi những địa danh, những nơi nào mà chúng tôi đi qua được người dân che chở, người dân